Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình chính thức thành lập từ năm 2005. Đến nay có hơn 50 hội viên tham gia và hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ. Như một sự tình cờ có duyên, những người yêu thích và đam mê sáng tác văn chương ở huyện Gia Bình đã gặp nhau và thành lập nên câu lạc bộ này với mong muốn không chỉ được giao lưu, học hỏi về các sản phẩm sáng tác văn chương, mà còn có điều kiện để hiểu nhau hơn, hiểu về đam mê chung, văn thơ phong phú. Duy trì hoạt động đến nay đã hơn 15 năm, nhưng hội viên của Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã thu hút và kết nạp được khá đông thành viên tham gia. Những người tham gia câu lạc bộ đều có chung niềm đam mê sáng tác văn học nghệ thuật. Với họ, đó là niềm vui, là cuộc sống ý nghĩa. Sau một ngày lao động vất vả chẳng hạn, thì những vần thơ mang lại cho chúng ta những các cái cuộc sống nó tươi trẻ hơn. Thì tôi cảm thấy rằng là nó rất có hữu ích cho cái cuộc sống của mình. Và tôi cảm thấy cái tư tưởng của mỗi con người trong một cái ngày lao động vất vả xong mà đến với câu lạc bộ, đến với những vần thơ để mang lại coi như là cái sự vui tươi trong cuộc sống này, nó xua đi những các cái vất vả, cái bon chen trong cuộc sống để chúng ta đến với những các cái lo hàng ngày để tìm đến những các cái cuộc sống, những các cái sự tươi đẹp trong cuộc sống nhiều hơn. Chúng tôi rất chi phấn khởi và tự hào về những bài thơ của hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã sáng tác ra thơ và đã chuyển thể và ra các làn điệu chèo, làn điệu quan họ để chúng tôi đi giao lưu, mang đến cho các nơi những niềm vui rất chi là phấn khởi. Không chỉ tổ chức những buổi gặp mặt sinh hoạt để giao lưu các tác phẩm mới sáng tác của các thành viên vào ngày 15 hàng tháng, Câu lạc bộ thơ nghệ thuật huyện Gia Bình còn thường xuyên tham gia Ngày thơ Việt Nam tại Bắc Ninh và Văn Miếu Quốc Tử Giám hàng năm, giao lưu với các câu lạc bộ thơ khác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận như Câu lạc bộ thơ thị xã Từ Sơn, Câu lạc bộ thơ thành phố Hà Nội và các nhóm hội thơ trong tỉnh, huyện Gia Bình. Trong những cuộc giao lưu với các câu lạc bộ như vậy, để tăng thêm nguồn cảm hứng cũng như tạo dấu ấn trong các sáng tác của các nhà thơ, qua đó khẳng định chất lượng, giá trị các tác phẩm với bạn đọc và giới chuyên môn. Với niềm đam mê sáng tác văn chương cùng sự lao động cống hiến không mệt mỏi, Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã đạt được những kết quả nổi bật với 6 huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn thơ lục bát của tỉnh và địa phương cùng nhiều giải lớn trong các cuộc thi sáng tác thơ trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi đã đổi mới cái phương pháp bằng cách là giúp đỡ các câu lạc bộ ở cấp xã, thậm chí ở làng thôn đều chúng tôi đều là giúp đỡ nâng các câu lạc bộ đó lên. Và chúng tôi đã làm được cái việc đó trong năm 2019 là kết nghĩa với câu lạc bộ thơ xã Thái Bảo. Và sắp tới chúng tôi lại kết nghĩa với câu lạc bộ thơ Cẩm Xá. Là những con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Ninh Kinh Bắc, cái nôi của rất nhiều những truyền thống văn hóa và nét đẹp đặc trưng của miền quê Bắc Bộ, nên những tác giả trong Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã có không ít các bài thơ hay viết về quê hương và con người cũng như cuộc sống ở miền quê đồng bằng Bắc Bộ này. Có cả những bài thơ ca ngợi về quê hương xưa, nhưng cũng có những bài thơ viết về cuộc sống hiện nay của con người trên quê hương quan họ. Điều đặc biệt trong Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình, những phần thơ còn trở thành kênh tuyên truyền vận động chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, hiệu quả, góp một tiếng nói cùng nhân dân địa phương để phản biện với cái xấu của xã hội, giúp mọi người có nhận thức đúng đắn. Thông qua những bài thơ làng của mình, không ít cụ giáo dục cho con cháu nhận thức được ý nghĩa đích thực, giá trị của cuộc sống. Câu lạc bộ thơ là một cái sân chơi rất văn hóa, bổ ích. Rất có ý nghĩa, cho nên là tôi đã tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ thơ. Thì tới nay mà nói thì thấy từ khi tôi gia nhập hội thơ thì số thành viên tham gia càng ngày càng đông, và những bài thơ rất hay và có chất lượng càng được in ấn ra nhiều. Đấy, thì và hiện nay cũng rất nhiều các hội viên thơ cũng đang rất tình nguyện để tham gia xây dựng cho câu lạc bộ thơ lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Chính với phương châm tạo ra sân chơi tao nhã, bổ ích, làm cho tâm hồn trẻ lại mà những thành viên trong Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã đến và gắn bó với nhau, tạo cho nhau những niềm cảm xúc trào dâng và niềm yêu thương thật đáng quý trong suốt thời gian qua. Qua hơn 15 năm hoạt động hết sức tích cực và sôi nổi, Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã thực sự trở thành điểm sinh hoạt văn hóa lý tưởng, sân chơi bổ ích cho các thành viên nơi đây.
những bài thơ, điệu hát tuy mộc mạc bình dị nhưng đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người yêu thơ trên địa bàn huyện Gia Bình nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Nó có rất nhiều đề tài, nhưng nổi bật lên đó là cái đề tài về quê hương đất nước, đề tài về con người Bắc Ninh, đề tài về con người Gia Bình và cái tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con người Gia Bình. Và từ đó là đã tạo một cái niềm tin cho tất cả nhân dân cũng như là bạn bè ở các huyện bạn đều thấy được cái khả năng vươn tới, khả năng đi lên của nhân dân huyện Gia Bình cũng như là cái sự phát triển thơ trong cái câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình. Với những đóng góp, nỗ lực và thể hiện, câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Gia Bình đã, đang và sẽ là nguồn dự trữ năng lượng, hạt nhân sáng tác trong kho tàng thơ ca tỉnh Bắc Ninh. Thông qua những tác phẩm đã khẳng định sức sống mãnh liệt của văn chương trong phong trào sáng tác văn hóa văn nghệ của huyện Gia Bình, đồng thời khẳng định sức mạnh, hiệu ứng lan tỏa của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong thời kỳ đổi mới, xã hội hóa hiện nay. Sức hấp dẫn của phong trào sáng tác thơ ca nghệ thuật quần chúng ngày càng được khẳng định và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu ở mỗi xóm làng, khu dân cư trong tỉnh. Vì vậy, để hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ngày càng sôi nổi, lan tỏa và nâng cao chất lượng, mỗi địa phương, mỗi cán bộ làm công tác văn hóa cần khơi dậy, khuyến khích tình yêu văn nghệ nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ truyền thống của quê hương. Phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh trở thành nơi sinh hoạt của nhiều hội viên yêu quan họ trên địa bàn. Tại các buổi sinh hoạt, các thành viên cùng nhau giao lưu, tập luyện những làn điệu cổ hoặc những bài hát mới, đồng thời cùng nhau uốn nắn, sửa câu từ, cách nhả lời đảm bảo đúng lề lối, vang, rền, nền nảy. Từ nghe mà say, từ say mà hát, những người có cùng tình yêu đối với lối chơi quan họ cổ nơi đây, nhờ quan họ mà xích lại, gắn bó, thăng hoa với nhau trong từng câu hát. Là một chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ khu Khúc Cải, làng quan họ gốc, thì câu lạc bộ quan họ chúng tôi đã gìn giữ và phát triển, dạy cho các thế hệ mà các cháu mầm non, từ thiếu nhi đến thanh thiếu niên để mình gìn giữ và bảo tồn nền dân ca quan họ, phát triển và lan tỏa của nền dân ca quan họ nó của thế giới và cũng như là của nền văn hóa di sản của miền Kinh Bắc. Câu lạc bộ quan họ Khúc Toại tồn tại và phát triển được gần 20 năm. Hiện nay số hội viên của câu lạc bộ có gần 70 thành viên, người nhiều tuổi nhất đã gần 90. Họ gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu, niềm đam mê với những làn điệu dân ca quan họ. Với mong muốn gìn giữ di sản văn hóa đặc biệt ấy, cũng như góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến bây giờ tiến lên thì câu lạc bộ đã có nhà văn hóa. Vì những cái sự tiến bộ của câu lạc bộ là những cái đổi mới của quê hương chúng tôi. Và chính là những cái quê hương chúng tôi đổi mới thì đã mang được những cái lời ca tiếng hát, cụ thể là đi thi của tỉnh Bắc Ninh những dịp đầu xuân năm mới thì cũng đã được giải nhì, giải ba của hàng năm, và phát triển lên của các cháu thiếu niên là cũng đang được các liền anh liền chị hướng dẫn các bài bản để mà kế tục cái làng quan họ cổ của tôi là làng Khúc Toại. Để hoạt động của câu lạc bộ phát huy hiệu quả, cùng với việc sinh hoạt, câu lạc bộ quan họ Khúc Toại còn truyền dạy cho nhiều đối tượng có chung niềm đam mê, nhất là các lứa tuổi măng non. Trực tiếp tham gia truyền dạy cho các em trong câu lạc bộ quan họ măng non, chị Nguyễn Thanh Hảo, chủ nhiệm, cùng với các thành viên câu lạc bộ đã tỉ mỉ soạn giáo án, lựa chọn các bài hát phù hợp với lứa tuổi và truyền đạt bằng những cách thức dễ hiểu nhất để các em cảm thụ và học tập đạt kết quả cao. Ngoài ra, thành viên câu lạc bộ quan họ măng non còn được nghe các liền chị giới thiệu về văn hóa quan họ trong cách ứng xử, giao tiếp và tục kết bạn của người quan họ. Qua những buổi sinh hoạt, các em càng hiểu hơn văn hóa quan họ và thêm tự hào về loại hình nghệ thuật độc đáo này. Tôi cũng mong rằng là các em học sinh sẽ là lớp kế cận, sẽ vươn lên và phát triển, học hỏi nhiều những câu cổ, câu độc của các nghệ nhân đã đi trước. Nghệ nhân quan họ Nguyễn Thị Kim Quýnh, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Đương Xá, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh,
là người có nhiều đóng góp tích cực trong việc khôi phục lại truyền thống quan họ ở làng Đường Xá và phát huy giá trị dân ca quan họ cho đến ngày nay. Cách đây gần 20 năm, khi toàn tỉnh Bắc Ninh đang khởi động phong trào khôi phục quan họ, hai vợ chồng bà Quýnh đã tự bỏ tiền túi, những đồng lương hưu ít ỏi của người lính đi sưu tầm các bài hát quan họ và tập hợp một số anh chị em trong làng thành lập câu lạc bộ quan họ Đường Xá. Ngày xưa là làng con làng Đặng là một làng chơi quan họ nổi tiếng của cái xứ Kinh Bắc ấy. Thế nhưng mà cũng thất truyền đi, không có người đứng lên để mà xây dựng, phục dựng lại. Thế thì tôi mới về, mấy hai vợ chồng mới bàn nhau là bây giờ không biết là bắt nguồn từ đâu mà để là phục dựng lại phục dựng lại cái quan họ của làng Đặng. Với tình yêu, đam mê và trách nhiệm với quan họ, vợ chồng bà Quýnh đã truyền lửa cho các anh chị em trong làng cùng chung tay khôi phục và thành lập ra câu lạc bộ quan họ Đường Xá vào năm 1992. Ban đầu từ chỉ có 12 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã phát triển được gần 60 thành viên thuộc các thế hệ măng non, trung niên đến cao tuổi. Những năm qua, nghệ nhân Quýnh và các thành viên câu lạc bộ đã tích cực tham gia truyền dạy quan họ cho nhiều thế hệ. Hè nào cũng mở một lớp học hát cho măng non. Thế còn thì các hàng quý hàng tháng là mở những các lớp học, ví dụ như là lớp học kỹ năng, nâng cao kỹ năng quan họ, rồi thì mở những cái lớp học 2-3 tháng, thế rồi thì mở hoặc là dạy truyền dạy tại nhà. Tại nhà tôi khi chưa có nhà chứa là cứ mời các anh này chị về tại nhà tôi thì cũng này, tức là nhà tôi cũng xác định như là nhà chứa con họ khi chưa có nhà nước cho, thì coi như 24 năm hoạt động của câu lạc bộ của Đường Xá là nhà tôi là 24 năm coi như nhà chứa con họ. Nếu như trước đây việc truyền dạy còn gặp khó khăn thì ngày nay hoạt động của câu lạc bộ quan họ Đường Xá đã đi vào nề nếp và được phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người. Đặc biệt kể từ tháng 4 năm 2017, khi địa phương được bàn giao và đưa vào sử dụng nhà chứa quan họ Đường Xá, thì hoạt động của câu lạc bộ diễn ra thuận lợi. Không chỉ là nơi sinh hoạt, giao lưu, gắn kết các thành viên trong câu lạc bộ, các câu lạc bộ trên địa bàn với nhau, hoạt động truyền dạy được thực hiện khá hiệu quả. Và dạy rất là dễ hiểu. Và em cũng nắm bắt được một cách nó thuận lợi hơn. Và các thầy cũng rất chi là nhiệt tình. Chính vì như thế cho nên chúng em cũng rất chi là cố gắng để không phụ lòng các thầy các bạn. Ngoài việc truyền dạy cho các thành viên trong câu lạc bộ, những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ quan họ Đường Xá còn giảng dạy cho thanh thiếu niên trong làng cũng như tham gia chương trình phổ cập quan họ cho các bậc học trên địa bàn. Việc phối kết hợp truyền dạy quan họ giữa câu lạc bộ Đường Xá với các trường học trên địa bàn không chỉ tạo cho các em một sân chơi văn hóa bổ ích, việc làm này còn giúp các em hiểu hơn về quan họ và được thể hiện niềm đam mê với làn điệu của quê hương. Hàng năm thì mở cái lớp măng non của cho các cháu sinh hoạt trong cái dịp các cháu nghỉ hè. Thường là tôi chọn những cái tiết mục để cho các em trong câu lạc bộ ấy hát, và chúng tôi cũng dàn dựng các cái chương trình lên để đi biểu diễn trong các cái hội làng hoặc là trong các cái công việc, trong các cái dịp lễ Tết của làng. Sự phát triển không ngừng của các câu lạc bộ quan họ đã minh chứng cụ thể và sinh động về sự cam kết của nhân dân Bắc Ninh với UNESCO trong việc bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại, mà còn làm cho dân ca quan họ Bắc Ninh trở thành nguồn lực xã hội to lớn, thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc. Qua đó càng khẳng định sức sống mãnh liệt, bền bỉ của một loại hình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và tinh túy trên mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Tổng biên tập tạp chí Người Kinh Bắc đã tham gia chương trình. Thưa ông, Bắc Ninh chúng ta là có cái nôi văn hóa truyền thống, tuy nhiên hiện nay đang phát triển rất mạnh về công nghiệp và hướng tới thành phố trực trung ương và đô thị thông minh nữa. Vậy thì đối với hoạt động văn hóa văn nghệ, chúng ta đã có cái sự thích ứng như thế nào với sự phát triển đó? Với Bắc Ninh thì hiện nay đang trong cái tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa để hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh hiện đại. Thì hòa trong dòng chảy đó thì đối với văn học nghệ thuật chúng tôi thì trong nhiều năm qua, đặc biệt nhất là trong cái nhiệm kỳ 2015-2020,
chúng tôi cũng đã có sự định hướng với văn nghệ sĩ. Đó là Bắc Ninh không chỉ đang phát triển rất là mạnh mẽ, mà chúng ta còn có một bề dày văn hóa, văn hiến và cách mạng. Đây cũng là một cái chủ đề mà nhiều năm nay văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã hướng tới. Nhưng mà chúng tôi đã hướng trọng tâm đó là những cái gì đấy nó thuộc về những cái bản sắc văn hóa, văn hiến Bắc Ninh, Kinh Bắc cũng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh để làm sao chúng ta gìn giữ được những cái nét văn hóa, văn hiến đặc sắc của chúng ta. Bởi Bắc Ninh cũng là một cái lôi văn hóa không chỉ của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ mà chúng tôi nghĩ nó còn là cả của cả đất nước Việt Nam. Và hội viên chúng tôi cũng đã hướng cái trọng tâm này và hướng sáng tác rất nhiều tác phẩm để có thể giáo dục truyền thống, gìn giữ những bản sắc của Bắc Ninh, Kinh Bắc. Song hành với đó thì hòa vào dòng chảy sự phát triển của tỉnh thì chúng tôi cũng đã hướng mạnh hội viên là phải có những cái tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống. Đó là trên những cái bức ảnh nghệ thuật về sự phát triển của tỉnh trên lĩnh vực công nghiệp, rồi là đô thị hóa, và đặc biệt nhất vừa rồi là những cái tác phẩm xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đơn cử một việc làm mới nhất vừa rồi để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật và kiến trúc với chủ đề Bắc Ninh bản sắc và phát triển. Một chủ đề rất là bao trùm, nhưng mà các tác phẩm từ ảnh nghệ thuật, mỹ thuật cho đến kiến trúc đã phản ánh được một Bắc Ninh giàu bản sắc và một Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Hiện nay thì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại cơ sở đang có sự phát triển hết sức là đa dạng, phong phú. Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của các câu lạc bộ này trong cái giai đoạn hiện nay? Cơ cấu tổ chức của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thì chúng tôi có 8 chi hội chuyên ngành. Chúng tôi không có những cái câu lạc bộ trực thuộc. Tuy nhiên rằng hiện nay 335 hội viên của chúng tôi đang được giải đều ở 8 huyện thị thành phố. Và trên địa bàn các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh thì có rất nhiều câu lạc bộ thơ văn và câu lạc bộ văn học nghệ thuật. Thì hội viên của chúng tôi lại chủ yếu là lực lượng nòng cốt của các câu lạc bộ đó. Tôi đơn cử như câu lạc bộ văn học nghệ thuật của huyện Gia Bình. Đây là một câu lạc bộ tổng hợp của tất cả các loại hình. Và như vậy thì các đồng chí hội viên của chúng tôi ở dưới đó như là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phan, rồi nhà văn Đinh Văn Y, rồi một số các hội viên khác hiện nay đang là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Và vừa rồi câu lạc bộ văn học nghệ thuật Gia Bình đã tổ chức được một lớp truyền dạy quan họ trên địa bàn với hơn 20 hội viên tham gia. Thì tôi thấy rằng là đây là những cái hoạt động rất là thiết thực. Dù các câu bộ không thuộc chúng tôi, nhưng mà hội viên của chúng tôi cũng luôn biết phát huy được cái thế mạnh của mình để tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật được sâu rộng hơn, đến gần hơn với lại bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh, để làm sao những món ăn tinh thần đến được nhiều hơn, thường xuyên và thiết thực hơn cho đối với bà con nhân dân, làm sao để cổ vũ động viên tinh thần và tạo ra những cái phong trào thi đua để chúng ta cùng chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh văn minh. Như ông vừa chia sẻ thì hội đã có rất nhiều đi hoạt động mới và rõ ràng là thích ứng được với sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên tôi còn được biết rằng là chúng ta tổ chức rất nhiều những cuộc trại sáng tác, những chuyến đi thực tế và mang lại hiệu quả hết sức là thiết thực, và qua đó cũng góp phần đưa khích lệ các phong trào hoạt động từ cơ sở. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này? Tôi xác định rằng là cái việc đi thực tế là sẽ tạo ra những nguồn cảm hứng mới để văn nghệ sĩ có thêm những cái tác phẩm mới phù hợp hơn. Và trong năm vừa rồi thì chúng tôi đã mở được 3 cái chuyến đi thực tế. Trước tiên là cho chi hội mỹ thuật, rồi chi hội nhiếp ảnh và chi hội sân khấu. Mỗi cái chuyến đi này chúng tôi đều xác định nó phải có chủ đề rõ ràng. Và chúng tôi cũng động viên anh chị em văn nghệ sĩ là khi chúng ta đã đi thực tế rồi thì các tác phẩm của chúng ta như thế nào để cho đáp ứng được so với yêu cầu hiện nay.
chúng tôi có thể là tổ chức các chuyến đi trong tỉnh và ngoài tỉnh và phù hợp với từng cái chuyên ngành một. Nhờ vậy mà các chuyến đi vừa rồi đều rất thành công và đã tạo được một khí thế sáng tác mới trong văn nghệ sĩ, đặc biệt nhất là để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 vừa qua. Vậy thì định hướng trong thời gian tới của hội sẽ có những cái nội dung gì trọng tâm, mời ông có thể chia sẻ cùng khán giả của chuyên đề văn hóa xã hội. Ngay sau khi đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh thành công thì chúng tôi cũng đã xác định trước tiên là ngay trong tháng 11 này và trung tuần tháng 11 chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị học tập quán triệt tới hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để nắm vững, nắm chắc những chủ trương, nghị quyết của đại hội và đặc biệt nhất là trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thì chúng tôi cũng xác định việc xây dựng nền tảng tinh thần là rất là quan trọng. Nó sẽ tạo đà khích lệ cho toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay để xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh theo đúng tinh thần mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thứ 20 đã đề ra. Và chúng tôi xác định bám chặt theo những đặc thù của Bắc Ninh thì cái mảng văn hóa truyền thống chúng tôi vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh. Cái thứ hai nữa là đối với cái sự phát triển của tỉnh hiện nay, trong năm 2021 chúng tôi đã xây dựng ba cái hoạt động trọng tâm, đó là cuộc thi sáng tác văn học về chủ đề Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, và chúng tôi phát động ngay từ bây giờ để làm sao đến năm theo mục tiêu của nghị quyết đến 2025 chúng ta xây dựng nền tảng và cơ bản trở thành thành phố trực thuộc, thì chúng tôi đã phải phát động ngay từ bây giờ để chúng ta có những cái tác phẩm dài hơi, và đến năm 2025 chúng tôi sẽ có một cái tuyển tập các tác phẩm văn học viết về chủ đề Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Và cái công việc thứ hai đó là chúng tôi phát động một thi phát thảo các mô hình về di sản văn hóa Bắc Ninh, cái này dành cho cái chi hội mỹ thuật, và chúng tôi cũng sẽ mở rộng không chỉ các họa sĩ chuyên và không chuyên trong tỉnh mà chúng tôi sẽ mở rộng ra các tỉnh khác. Cái cuộc thi thứ ba đó là cái cuộc thi nhiếp ảnh về chủ đề thành Bắc Ninh xanh sạch đẹp, một cái chủ đề về lĩnh vực môi trường, và chúng tôi bám theo nghị quyết thì chúng tôi thấy rằng là trong nghị quyết cũng đặt vấn đề rất quan trọng cần phải giải quyết cái xử lý cái môi trường trong cái nhiệm kỳ này. Bốn mục tiêu riêng về lĩnh vực môi trường đã được nghị quyết đề cập và chúng tôi cũng hy vọng các nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ phản ánh được một Bắc Ninh sáng xanh sạch đẹp trong thời gian tới. Xin cảm ơn nội dung trả lời. Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, một trong hai thôn của huyện Lương Tài được chọn xây dựng mô hình làng nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2019. Sau một năm triển khai, mô hình đã có hiệu ứng mạnh mẽ khi mà đông đảo người dân đều phấn khởi đón nhận và chung tay cùng thực hiện. 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện 9 trên 9 tiêu chí làng nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực thực hiện các nội dung của làng 503 sạch với phương châm sạch ngõ, sạch nhà, sạch đồng, chung tay giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng tuyến đường hoa. Đến nay toàn thôn có 1.200 mét đường hoa cây xanh, vẽ được trên 200 mét vuông tranh trên tường với nội dung cổ động, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, các trò chơi dân gian, bộ mặt nông thôn có sự đổi thay theo hướng văn minh đô thị. Chúng tôi cũng rất phấn khởi, trước đó để mà chúng tôi rất cố gắng để tập trung mọi cái nguồn nhân lực cũng như là vận động của con em thành đạt để xây dựng cho cái hoàn hảo để tiến tới được xây dựng nông thôn mới. Thì sau khi được xây dựng cái nông thôn mới rồi ấy, thì chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi vì mọi cái, tức là để mà thiết thực giữ được cái nông thôn mới này thì mọi người, mọi nhà đều phải cố gắng về mọi mặt. Các cái hội đoàn thể của chúng tôi ở đây thì chúng tôi cũng thường tham gia hội người cao tuổi, thế rồi các cái câu lạc bộ thơ hoặc các loại khác thì chúng tôi cũng đều phải cố gắng cùng với kết hợp với các ban mặt trận của thôn cũng như chính quyền đoàn thể của thôn để cùng mà chung tay xây dựng cái nông thôn mới nó đẹp thế này còn đẹp hơn nữa. Thì trong công tác lãnh đạo của đảng thì chúng tôi tập trung cái sức mạnh lãnh đạo của từ cấp ủy đến chi bộ thành một khối thống nhất. Và trong đó thì đặt vấn đề cao nhất là xây dựng một cái bộ máy mà nhiệt tình tâm huyết
và gương mẫu trên mọi lĩnh vực để cuốn hút cái sức mạnh đoàn kết của toàn dân thực hiện. Cho nên là trong cái quá trình đó thì có cái sự giúp đỡ của cấp trên, của các ban ngành đoàn thể cấp trên, rồi từ đảng ủy cho đến ủy ban đến mặt trận tổ quốc xã, cho nên các cái phong trào của địa phương chúng tôi và cộng với cái sự nỗ lực của cấp ủy chi bộ chính quyền rồi mặt trận thôn thì luôn luôn trong cả một bộ máy và nhân dân thành một khối thống nhất để thực hiện mọi cái nhiệm vụ xây dựng địa phương, và chính nhân dân là người được thụ hưởng cao nhất. Xã Lâm Thao về đích nông thôn mới năm 2017, để giữ gìn và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vận động nhân dân đóng góp tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới, hiểu được mục đích ý nghĩa của chương trình, nhân dân trong xã tự nguyện hiến 1.082m2 đất ở, đổi 3.460m2 đất nông nghiệp, tháo dỡ hàng nghìn mét tường rào, công trình phụ để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp hơn 46,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% đường giao thông được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và các nghề phụ, nâng cao thu nhập. Hiện thu nhập bình quân của người dân đạt 40,2 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%. Mặt trận Tổ quốc xã thì đóng cái vai trò hết sức quan trọng là trung tâm đại đoàn kết toàn dân. Thì chúng tôi đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân, rồi cán bộ đảng viên là chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới. Cũng giống như Lâm Thao, xã Quảng Phú cũng là xã về đích nông thôn mới năm 2017. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn đã có sự khởi sắc, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Ngay từ khi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Quảng Phú đã chỉ đạo quyết liệt đến các đoàn thể ở địa phương, trong đó nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đôn đốc, giám sát việc triển khai xây dựng các tiêu chí. Hiện nay, hơn 91% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. 91% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định. 100% các thôn, xóm, công tác giáo dục được chú trọng. Hệ thống trường lớp từng bước thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú tiếp tục củng cố đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở tầng, đảm bảo cho các tiêu chí đã đạt mang tính bền vững. Để giữ vững cái tiêu chí và phát triển những cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng phải triển khai tới đoàn viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân để nhân dân nắm được tất cả những cái tiêu chí và nâng cao những cái tiêu chí đấy lên tầm mới nữa để làm sao đạt cái mức cao nhất, để làm sao mà xã được là nông dân là xã một xã nông dân kiểu mới. Mặt trận Tổ quốc đóng góp rất là lớn trong cái vai trò thành công của trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới, bằng cái việc mà các đồng chí trong thường trực Mặt trận Tổ quốc xã đã chỉ đạo về ban công tác mặt trận của các thôn vào cuộc rất tích cực trong cái vấn đề này. Từ cái việc mà cái sự đồng thuận ủng hộ của người dân thì trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi không có vấn đề gì kiến nghị trong cái vấn đề mà của người dân về cái việc mà thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai là cái việc mà thực hiện cái giám sát các công trình xây dựng ở trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay thì chúng tôi thực hiện gần 20 công trình xây dựng trên địa bàn. Thì cơ bản là cái vấn đề mà giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các chính trị xã hội trong cái việc mà đảm bảo xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng thì chúng tôi cho rằng rất tốt. Huyện Lương Tài về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019 với vai trò của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lương Tài thực hiện bằng những mô hình phong trào thiết thực, khơi dậy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó đặc biệt phát huy vai trò của các ban giám sát đầu tư cộng đồng do Mặt trận Tổ quốc làm nòng cốt tại các công trình liên quan đến lợi ích người dân. Nhờ được thông tin đầy đủ, được tham gia bàn bạc công khai dân chủ, người dân các địa phương đã nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Từ nguồn đóng góp của nhân dân ở nhiều địa phương trong tỉnh, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, xây mới, khang trang, sạch đẹp. Cùng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh hiện đại, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cùng các tổ chức thành viên tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giúp nhau giống cây con, vật tư sản xuất, tiền vốn, ngày công lao động với tổng trị giá khoảng 8.675 tỷ đồng và 12.638 ngày công, góp phần phát triển kinh tế.
Các tổ chức thành viên đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách cho hội viên đoàn viên vay hàng trăm tỷ đồng, cho hàng nghìn lượt hộ gia đình hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, đóng góp công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng các công trình văn hóa với gần 12.028 ngày công. Vận động nhân dân hiến 4.934 m2 đất để làm đường giao thông, các công trình văn hóa tại khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo được duy trì tốt. Hàng năm có trên 90% số lượt hộ gia đình, 91% lượt thôn làng được công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa. Trên 95% số đám cưới thực hiện nếp sống văn minh, có 32,2% số người qua đời được đưa đi hỏa táng. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện vận động ủng hộ được 8,9 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng mới 443 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 16 nhà cho người nghèo, tặng 776 suất học bổng cho học sinh con hộ nghèo, tặng tư liệu sản xuất cho 28 hộ nghèo trị giá 462 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%. Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân trong thực hiện quy hoạch, xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề, động lực to lớn để lương tài phát triển nông thôn mới bền vững. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để làm sao nhân dân hiểu được cái bản chất của xây dựng nông thôn mới. Đây là công việc rất quan trọng. Có hiểu được bản chất thì người dân mới làm đúng và đồng tình ủng hộ. Thứ hai là Mặt trận Tổ quốc đã vận động nhân dân phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là phải phát huy được cái thế mạnh của một huyện nông nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao cái giá trị trên một diện tích canh tác, để nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân. Do các cấp ủy đảng, chính quyền, nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lương Tài trong 10 năm qua làm tốt công tác phối hợp trong xây dựng nông thôn mới, từ đó đã và đang phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Lương Tài đã có nhiều đổi mới, đời sống kinh tế tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề và động lực để Lương Tài về đích huyện nông thôn mới đúng lộ trình đề ra. Khu mới phường Ninh Xá là một trong ba khu dân cư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được tỉnh chọn điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Trong không khí phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc khu phố mới cùng đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổng kết cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Khu phố mới có 206 hộ dân với 976 nhân khẩu, 85% là các hộ kinh doanh dịch vụ với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Những năm qua, khu phố mới luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của phường Ninh Xá trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về vật chất và tinh thần. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong khu phố đã tích cực tham gia, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tôi và bà con khu phố là luôn thực hiện khẩu hiệu của Bác dạy là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Tôi rất mong muốn Mặt trận các cấp sẽ phát huy cái tinh thần của Bác dạy để nhân dân ta càng gắn bó cái và đất nước sẽ phát triển tươi đẹp, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Cũng như là một người dân ở sống hiện nay đang ở trên khu phố mới, thì chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành và vận động bà con ở trong khu phố và những bà con hàng xóm nơi mình sống là làm sao mà đúng chỉ thị, cũng như thực hiện tốt những cái chủ trương chính sách của Đảng, cũng như là về cái nghị quyết mà đưa ra của về cái môi trường xanh sạch đẹp. Do vậy chúng tôi cũng phải vận động từng gia đình đến từng hộ để làm sao mà bà con thấu hiểu được những cái phân loại rác thải tại nhà và những vệ sinh hàng tuần và thực hiện được tốt cái vệ sinh môi trường là bảo vệ được môi trường sống của chúng ta. Hiện thu nhập bình quân đầu người của khu phố mới phường Ninh Xá đạt 60 triệu đồng một năm, số hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn còn 8 gia đình. Năm 2020, khu phố có 94% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Có thể thấy, để có được kết quả này trong thời gian qua, Ban công tác Mặt trận khu phố đã phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các nhiệm vụ được hoàn thành tốt, các nhiệm vụ được giao thì Ban công tác Mặt trận khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
toàn thể bà con nhân dân khu phố nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, như kinh doanh, vì tuyệt đại đa số các hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn khu phố là kinh doanh tự phát, và do vậy chúng tôi vận động bà con là không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, thực hiện duy trì về công tác bảo vệ vệ sinh môi trường, xanh sạch, xây dựng các tuyến phố văn minh, đảm bảo khu phố luôn luôn xanh sạch đẹp. Những ngày trung tuần tháng 11 này, khắp các khu dân cư trong tỉnh, đâu đâu cũng tràn đầy không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp và rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tiếng loa, tiếng nhạc, ngân vàng rộn rã. Từ các cụ cao niên đến những cháu thiếu nhi đều lựa chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất đi dự ngày hội. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm được tổ chức là dịp để các khu dân cư tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các gia đình trong làng, khu phố giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ tình làng ngõ xóm. Đây cũng là dịp để mỗi người dân trong khu dân cư thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thôn thì cũng rất nhiều đổi mới rồi, gọi là hiện nay gần như 100% là nhà tầng, thế cho nên thì đời sống nhân dân thì cũng ổn định, và hôm nay được đến dự cái hội nghị này đầu tiên của nhà văn hóa của thôn thì phải nói là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Lễ đại đoàn kết toàn dân của thôn thì cái sự chuẩn bị rất là chu đáo này, và cái thứ hai đó là cô cảm thấy rất là phấn khởi, tự hào và cái sự đóng góp của bà con nhân dân và của đoàn thể vào cái phong trào đại đoàn kết toàn dân và xây dựng cái phong trào của nông thôn. Từ vấn đề xây dựng ở đây thì nó có nhiều hoạt động về văn hóa, về xã hội, về lao động, thì nói chung là bà con nhân dân là làm thế hăng say, nhiệt tình và đoàn kết. Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đến Mặt trận Tổ quốc các cấp, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền các ngành, tổ chức thành viên để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức ngày hội, phối hợp tuyên truyền về việc tổ chức ngày hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân thực hiện. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo khu dân cư tổ chức các hoạt động kỷ niệm chu đáo, thiết thực, đoàn kết rộng rãi, không phô trương hình thức, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, hướng về khu dân cư, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ý là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những cái nội dung của cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đây có thể nói là một hoạt động rất là thiết thực, hướng về cơ sở. Qua cái ngày hội này thì nhân dân có cái dịp để trao đổi, gặp gỡ, thế và đồng thời là giúp đỡ nhau trong cái cuộc sống, trong cuộc sống đời thường, thế và trong làm ăn phát triển kinh tế cũng như là trong xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư là một trong yếu tố quan trọng góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, thắt chặt thêm mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng, là nguồn sức mạnh to lớn, là động lực để cán bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, ngày 18 tháng 11 hàng năm là ngày được lấy là ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Ông có thể cho biết về ý nghĩa của cái ngày hội này là gì? Là nhân cái dịp mà kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì các khu dân cư tổ chức tổng kết một năm thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mà trước là cuộc vận động toàn dân quyết xây dựng đời sống văn hóa, chính là tổng kết một năm thực hiện các cái nhiệm vụ của địa phương, của từng khu dân cư. Thế và cũng đây là cái dịp mà để bà con cũng hoan hỉ gặp nhau để mà thắt chặt thêm cái tình làng nghĩa xóm, cũng là cái dịp mà để có cái sự mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, Đảng và nhân dân, có cái dịp mà gặp gỡ để trao đổi quan hệ với nhau, để tăng cường cái mối quan hệ giữa Đảng với dân và tăng cường cái mối quan hệ giữa cán bộ nhà nước với nhân dân, lắng nghe nhân dân nói. Thế và đây cũng là một cái dịp mà để bà con có thể là nhìn lại một năm cái kết quả hoạt động của mình sau một cái năm vất vả
để từ đó mà bàn với nhau những cái việc cho năm tới ở cái khu dân cư của mình. Năm nay thì chúng ta cũng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Ông có thể cho biết là Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có những cái hoạt động cụ thể và ý nghĩa thiết thực gì ở các khu dân cư? Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nay diễn ra trong một cái bối cảnh cũng rất đặc biệt. Chúng ta đã vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 20. Nhưng mà cũng lại nằm trong cái bối cảnh mà chúng ta đang phải thực hiện cái nhiệm vụ kép, vừa chống dịch Covid, vừa đảm bảo cái phát triển kinh tế xã hội, và lại thêm một cái sự kiện nữa, đó là cái bão lũ ở miền Trung. Thế cho nên là cái hoạt động của ngày hội đại đoàn kết năm nay cũng diễn ra trong một cái bối cảnh rất đặc biệt như vậy. Thế tuy nhiên thì không khí thì vẫn là vui tươi. Chúng tôi đã đi dự các cái khu dân cư và thấy là cái kỷ niệm 90 năm năm nay các khu dân cư tổ chức cũng là trong một cái đặt trong một cái tình trong một bối cảnh như vậy rất đặc biệt. Chúng ta cũng kỷ niệm 90 năm để ôn lại cái truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thế và cũng tổng kết được cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các khu dân cư. Thế và chúng ta cũng tổng kết các cái mô hình điểm ở các khu dân cư, vì các cái khu dân cư mà đầu năm đều đặt ra cái nhiệm vụ gắn với lại cái mô hình, thì chúng ta sẽ tổng kết cái mô hình. Thế và cũng thông qua đó thì chúng ta biểu dương các cái gia đình, các cái cá nhân, các cái tập thể tiêu biểu trong khu dân cư, của từng khu dân cư trong năm. Thế và chúng ta cũng lại có những cái hoạt động rất cụ thể hướng tới miền Trung đang gánh gồng mình, gánh chịu những cái hậu quả do bão lũ, đều có những cái học, có những cái việc làm hết sức thiết thực để hướng về miền Trung. Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư thì cũng gắn liền với việc đánh giá kết quả của cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông có thể cho biết là những cái kết quả cụ thể của cuộc vận động này mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm qua là như nào? Nổi bật lên chúng tôi thấy đó là cái giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Thì chúng tôi thấy là thông qua các cái đoàn thể thành viên, tổ chức thành viên thì giúp nhau vận động đoàn viên, hội viên giúp nhau về giống vốn, hỗ trợ nhau về cái khoa học kỹ thuật trong cái sản xuất. Thế và luôn luôn đứng bên cạnh các cái hộ nghèo để mà có cái sự vận động, động viên, đấy, hỗ trợ kịp thời để giúp cho người nghèo thoát nghèo và giúp cho đoàn viên, hội viên làm giàu bằng cái những cái phương thức mới. Thế và chúng tôi cũng tập trung ủng hộ cái quỹ nghèo, quỹ vì người nghèo để mà xây dựng cái nhà đại đoàn kết. Thế rồi là tặng quà nhân cái dịp lễ Tết, nhân cái ngày hội như thế này. Thế và chúng tôi cũng có những cái phần học bổng cho các con hộ nghèo, vân vân, rất nhiều cái việc để mà giúp cho người dân thoát nghèo một cách nó bền vững hơn. Thế và phát triển kinh tế ở từng địa phương nó tốt hơn. Cái thứ hai là chúng tôi cũng thấy là cái điểm nhấn trong cái thực hiện cuộc vận động đó là cái thực hiện cái chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang và lễ hội. Thì nhiều năm nay Bắc Ninh đã đi vào cái nề nếp rất là tốt. Trong đó thì có cái việc cưới thì văn minh và tiết kiệm. Việc tang thì cũng rất là văn minh, đặc biệt trong đó có cái thực hiện tỷ lệ điện táng, hỏa táng ngày càng cao của chúng ta bây giờ, nó theo từng tháng, từng năm. Thế nhưng mà kết quả bây giờ nó rất là cao. Thế như tháng 9 vừa rồi là chúng tôi tổng hợp là hơn 50%. Các cái nội dung mà các khu dân cư chọn để triển khai như là an toàn thực phẩm, như là xây dựng nông thôn mới, như là quy chế dân chủ ở cơ sở, hay là cái an toàn giao thông. Tất cả những cái lĩnh vực ở chỗ nào nhân dân đòi hỏi vấn đề gì thì cuộc vận động đặt ra mục tiêu để giải quyết. Thông qua cái cuộc vận động này thì nhận thức của người dân được tăng lên, thế rồi sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cũng được nâng lên. Thế và rõ ràng là cái hiệu quả mang lại là rất là rõ nét, góp phần rất tích cực trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Trong thời kỳ hội nhập thì cái vấn đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì có một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy ông có thể cho biết là trong cái nhiệm vụ thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tập trung vào những cái nội dung nhiệm vụ trọng tâm gì không? Trước mắt ấy, là Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới cái công tác tuyên truyền vận động theo cái từng nhóm đối tượng, cho từng việc cụ thể để mà vận động tới từng người dân,
và từng khu dân cư để làm sao đó mà tuyên truyền được cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với từng người dân để người dân chuyển biến về nhận thức để thực hiện cái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Trong năm 2021 cần phải rất là tập trung, phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và đặt mục tiêu để mà đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cái thứ hai là năm 2021 là năm mà chúng ta sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cũng là một cái nhiệm vụ rất quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cũng đòi hỏi cần phải cái tập trung cao độ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và của chính quyền các cấp, thì chúng ta phải có cái sự phối hợp để thực hiện cho tốt cái bầu cử Quốc hội và Hội đồng dân các cấp. Và chúng tôi tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cấp tỉnh. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông đã. Quan họ hiện có 213 dòng, hơn 400 bài ca, là một loại hình nghệ thuật tổng hợp hòa quyện với các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, tạo nên một lối hát, một lối chơi mang đậm chất trữ tình, thanh lịch, hảo hoa, gắn kết và tính thẩm mỹ cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 44 làng quan họ gốc, 369 câu lạc bộ quan họ thực hành, với nhiều người tham gia sinh hoạt ở các độ tuổi khác nhau. Ở tất cả các câu lạc bộ, các thành viên của câu lạc bộ hoạt động theo kế hoạch và phân công nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và văn hóa của địa phương. Họ tham gia rất nhiệt tình và trách nhiệm. Hơn 10 năm nay, cứ vào 19 giờ tối thứ 6 hàng tuần, tại số nhà 35 đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, lại vang lên câu quan họ. Đó là buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ sinh viên Kinh Bắc, nơi hội tụ của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Con họ hay hấp dẫn là ở cái ý nghĩa trong từng cái bài hát của quan họ. Và từng ý nghĩa đấy nó nói lên những cái tình duyên giữa hai người, con gái con trai. Nó hỗ trợ trong cái kể cả ứng xử hàng ngày, có cho những người hát quan họ những cái triết lý sống. Câu lạc bộ quan họ sinh viên Kinh Bắc được thành lập xuất phát từ niềm đam mê quan họ của các bạn sinh viên là người Bắc Ninh, với sự hỗ trợ của Hội đồng Hương Kinh Bắc. Nhưng trong quá trình hoạt động, rất đông sinh viên các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, quê quán ở nhiều tỉnh thành khác nhau cũng tham gia bởi tình yêu với dân ca quan họ Bắc Ninh. Thì mới đầu khi mà biết đến quan họ thì vào lúc mà em bé lắm, chắc khoảng 4-5 thôi ạ, có nghe được giọng hát của nghệ sĩ Thúy Hường thì rất là thích. Nghe bài Cây Trúc Sinh cảm thấy rất là thích, rồi bài Người ở Đường Về, cái nét văn hóa đấy thì cảm thấy em rất là thích rồi. Thì sau này khi mà lớn lên rồi thì có thời gian học tập tại trường văn hóa thì em cũng có tìm hiểu qua về quan họ thì lại càng thấy nó hay hơn. Bà Ngô Kim Thanh là một giáo viên đã nghỉ hưu, gắn bó với câu lạc bộ từ năm 2008 đến nay. Điều đặc biệt là bà Thanh sinh ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên là giảng viên của trường đại học xây dựng, nhưng tình nguyện tham gia câu lạc bộ và bỏ nhiều công sức nghiên cứu tìm hiểu về quan họ, học hát quan họ. Hiện tại, bà Thanh đóng vai trò như một cố vấn, làm công tác kết nối, hướng dẫn các bạn trẻ từ khâu tập luyện cho đến tổ chức giao lưu biểu diễn. Đầu tiên là nghe Thúy Cải hát thì đã thấy là như là mình muốn trở thành người hát quan họ rồi ấy. Cứ mê mẩn với lại quan họ quá thì là mới bắt gặp cái trang này. Vào thì liên hệ với anh ấy thì anh mời đến. Anh mời đến thì gặp đúng hôm là anh thầy Duy về dạy. Nghe thôi mà quả thật là nghe Duy anh ấy hát mà mình nghĩ là cái đời của mình thật sao mà lại gặp may mắn lại được một người nghệ sĩ ngồi trước mặt mình hát cho mình nghe như thế này mà lại dạy mình, sung sướng lắm. Hơn 10 năm qua, lớp lớp các thế hệ sinh viên đã đến đây cùng nhau thỏa niềm đam mê với dân ca quan họ. Khi hết khóa học, họ lại tỏa đi muôn nơi, hiện thực hóa hoài bão của mình, mang theo những lời ca, điệu hát vàng, dền, nền, nảy.
Chính điều này đã góp phần quan trọng để dân ca quan họ Bắc Ninh mãi trường tồn và lan tỏa. Nằm bên dòng sông Cầu, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Quyền và bà Nguyễn Thị Thơm ở Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt thường xuyên của các hội viên câu lạc bộ quan họ người cao tuổi địa phương. Không chỉ nghe vào hát với những bài quan họ cổ, những thành viên trong câu lạc bộ còn chỉ cho nhau những cái đẹp, cái duyên dáng của người quan họ, những nét tinh tế trong sinh hoạt văn hóa quan họ của người xưa. Dù là khác làng, thế nhưng mà cái làn điệu thì nó cũng giống nhau thôi, chúng tôi vẫn học hỏi được. Đấy, cho nó học như thế nó mới phong phú. Cho nên là vì mình học nhiều làng nên nó sẽ phong phú hơn. Chúng tôi cũng muốn là để mà mời cả các cái đơn vị bạn và bản thân đơn vị này cùng giao lưu, học hỏi. Thế thì có cái gì thì là nâng cao cái trình độ của mình lên. Vì niềm đam mê quan họ mà những người quan họ tứ phương tụ hội về đây để cùng đắm mình trong không gian đậm chất quan họ Bắc Ninh. Cảnh hát giao lưu quan họ cổ do câu lạc bộ quan họ người cao tuổi Kim Chân tổ chức được xây dựng theo trình tự một canh hát cổ, hát mộc, hát không nhạc đệm. Điều này đòi hỏi mỗi anh hai, chị hai tham gia phải có được chất giọng vang dền, nền, nầy. Quan họ cổ hát đã khó, lại kén người nghe. Bởi vậy phải là những người thật sự đam mê, có lòng yêu quan họ, say đắm thì mới nghe và cảm được nó. Chính điều đó lại càng thu hút các thành viên tham gia câu lạc bộ. Cùng với các công trình nghiên cứu sưu tầm về dân ca quan họ, những hoạt động giao lưu như thế này của câu lạc bộ có nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ, bảo tồn dân ca quan họ Bắc Ninh. Vì cái sự say mê đó cho nên là từ nay về sau nó lại càng động viên, khuyến khích chúng tôi cố gắng để mà theo đuổi các cụ. Nếu như dân ca quan họ cho đến giờ phút này không có những các cái phong trào ca hát như thế này đó, thì quan họ khó mà có thể tồn tại được. Tôi vẫn coi đây là cái gốc, cái rễ của quan họ. Thế còn quan họ có thể lên TV biểu diễn, có thể lên các cái mạng xã hội, rồi có thể đi biểu diễn ở đây đó trên sân khấu. Nhưng mà tất cả những cái đó đối với tôi nó là cái ngọn. Cái ngọn ấy có thể phát triển được hoa trái nhiều thì trước hết phải có cái gốc, mà đây chính là những cái gốc. Thực hiện cam kết với UNESCO về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca quan họ, tỉnh Bắc Ninh đã phát động các cấp ngành và cộng đồng nhân dân các địa phương triển khai thực hiện các đề án, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ. Trong đó chú trọng bảo tồn không gian, các thiết chế văn hóa gắn với sự tồn tại và phát triển của các làng quan họ, chính sách cho các nghệ nhân. Cùng với đó, trách nhiệm của các làng quan họ gốc, các làng quan họ thực hành, đặc biệt là các nghệ nhân đối với việc gìn giữ phát triển dân ca quan họ cũng ngày một nâng lên. Từ khi mà được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể thì mình lại càng phải thấy rằng trách nhiệm của mỗi liền anh liền chị cần phải nặng nề hơn. Ví dụ như phải truyền, không những mình đã trở thành những người liền anh liền chị cứng cáp, giờ có nhiều vốn quan họ và hát được nhiều câu quan họ, đồng thời không những bản thân cho mình và còn đồng thời sưu tầm các làn điệu quan họ còn tiềm ẩn trong dân gian, sau đó thì còn truyền dạy cho các thế hệ. Bên cạnh nét đẹp của các làng quan họ gốc, hoạt động tích cực của các câu lạc bộ quan họ thực hành trên địa bàn tỉnh đã đưa quan họ ngày càng phát triển. Không chỉ thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, các câu lạc bộ còn tích cực đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy và tạo sự lan tỏa của dân ca quan họ Bắc Ninh trong cộng đồng thông qua các lớp truyền dạy quan họ cho hội viên, nhân dân và các cháu thanh thiếu nhi. Một số câu lạc bộ còn mời nghệ nhân hát quan họ cổ đã từng đạt giải cao trong các cuộc thi hát đối đáp về truyền dạy cho hội viên của câu lạc bộ mình. Chúng tôi tổ chức thế là có mời những giáo viên có trình độ sư phạm, tức là nói tóm lại những anh hai chị hai đã đạt huy chương vàng từ cách đây hơn 10 năm để về có nhiều kinh nghiệm học tập các cụ nghệ dân về truyền dạy cho câu lạc bộ để đảm bảo về duy trì về cái lề chính lề lối cách hát cái về hát về quan họ cho được đúng với chất lượng của quan họ cổ.
Chưa dừng lại ở đó, với chủ trương bảo tồn quan họ bền vững, từ năm học 2011-2012, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đưa quan họ vào dạy trong các trường học. Theo đó, 100% các trường ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông đều được học hát dân ca quan họ. Không chỉ học hát, trong mỗi tiết học, các em học sinh còn được thầy cô, nghệ nhân mời dạy lồng ghép văn hóa quan họ xưa và nay, giúp các em có sự hiểu biết quan họ toàn diện. Trong quá trình học hát quan họ, thì học sinh được bồi dưỡng về cái phong cách ứng xử, về cái tấm lòng nhân hậu, thủy chung, tri ân, tri kỷ của người quan họ. Và từ đó thì giúp các em phát triển nhân cách và yêu thêm yêu quê hương đất nước. Một sáng kiến mới có tính đột phá trong bảo tồn và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh. Đó là từ năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các chương trình biểu diễn quan họ trên thuyền với nhiều chủ đề khác nhau. Đây là hoạt động vô cùng bổ ích cho nhân dân Bắc Ninh nói riêng và đông đảo du khách trong nước quốc tế về với Bắc Ninh có cơ hội tìm hiểu dân ca quan họ. Vì thế, đây có thể xem là một kênh quảng bá hữu ích đến với người dân trong nước và quốc tế. Với cam kết của UNESCO là quảng bá, gìn giữ và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh, thì tôi thấy cái sự kiện này và cái chương trình này, cái chuỗi hoạt động văn hóa hát quan họ trên thuyền này, nếu mà cứ diễn ra đều đặn như này thì cũng rất là thiết thực và rất là ý nghĩa và rất là có thể là một kênh thông tin cũng như là quảng bá đến những khán giả trong và ngoài tỉnh cũng như là khán giả gọi là ngoài nước ngoài cũng rất là thiết thực. Lần đầu tiên tôi được biết đến loại hình biểu diễn nghệ thuật như thế này và tôi cảm thấy chương trình rất hay, rất ý nghĩa, giúp du khách như chúng tôi hiểu thêm về dân ca quan họ Bắc Ninh. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dân ca quan họ Bắc Ninh ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng lớn, giành được những tình cảm, sự quan tâm mến mộ không chỉ của công chúng trong nước mà còn ở nước ngoài. Đặc biệt hơn, dân ca quan họ đã vượt qua ranh giới quốc gia và phát triển trong cộng đồng kiều bào sinh sống ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, hình thành các câu lạc bộ dân ca quan họ Bắc Ninh. Điều này khẳng định sức sống mãnh liệt bền bỉ của một loại hình nghệ thuật độc đáo, đặc sắc và tinh túy của vùng quê Bắc Ninh, Kinh Bắc. Những lời ca câu hát cho dẫu còn đôi nét chưa ngọt chưa đằm, nhưng đây là niềm đam mê của những người nông dân ở huyện vùng Trũng Lương Tài với câu dân ca quan họ Bắc Ninh. Bằng niềm tự hào dân tộc, ý thức tự tôn, trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh, mà những người yêu quan họ của thôn Kim Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài đã quyết tâm cùng nhau xây dựng nên mô hình câu lạc bộ quan họ thực hành. Câu lạc bộ có gần 40 thành viên, trong số đó nhiều người mới chỉ dừng lại ở đam mê, nên người biết nhiều rèn cho người biết ít, chăm chỉ cùng nhau trau dồi. Từ những buổi cùng tập luyện rèn rũa sẽ góp phần quan trọng vào việc nắm vững văn hóa sinh hoạt của người quan họ, cách lấy hơi, nhấn chữ, nhả từ. Mỗi hạt nhân của câu lạc bộ quan họ thực hành thôn Kim Thao sẽ dễ dàng tìm hiểu sâu sắc hơn về những giá trị độc đáo và tinh hoa của dân ca quan họ Bắc Ninh, về con người quan họ cũng như truyền thống lịch sử văn hiến của tỉnh Bắc Ninh. Từ mô hình câu lạc bộ quan họ thôn Kim Thao góp thêm điểm nhấn đặc sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ, ngày càng phát triển trường tồn và lan tỏa, duy trì sức sống của dân ca quan họ trong đời sống đương đại. Nói chung anh em cũng rất nhiệt tình, muốn tham gia để thứ nhất là làm cho cái phong trào nó nổi lên, cái thứ hai nữa là để tiếp bước và duy trì được cái truyền thống của quê hương. Tại vì quê hương từ trước kia cũng đã có những câu lạc bộ hoặc có những cái đoàn hát kịch rất là nổi tiếng. Tham gia câu lạc bộ của thôn thì em cảm thấy như là rất là thích, tại vì em rất là đam mê quan họ. Và khi thấy thôn mình có một câu lạc bộ như này, mình cảm thấy như là có một cái gì đấy nó hạnh phúc ấy. Câu lạc bộ quan họ thực hành thôn Kim Thao thường được mời biểu diễn ở đám cưới, mừng thọ, các chương trình văn nghệ địa phương nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày hội làng, xã, phục vụ công chúng. Các thành viên của câu lạc bộ hoạt động theo kế hoạch và phân công nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và văn hóa của địa phương. Họ tham gia rất nhiệt tình và trách nhiệm.
Những buổi biểu diễn và được ca những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh như thế này sẽ là cơ hội để mỗi thành viên của câu lạc bộ trưởng thành hơn. Không phải là làng quan họ gốc, không có người dìu dắt truyền dạy. Nhưng ngày nay, các thành viên có nhiều thuận lợi là được học quan họ qua Internet, băng đĩa. Vì thế có thể câu ca chưa được nhuần nhuyễn, vang rền nền nầy như các nghệ nhân quan họ. Nhưng bằng tấm lòng của mình, các liền anh liền chị của làng vẫn kiên trì bền bỉ học hỏi hàng ngày. Tự học, nhưng mỗi thành viên trong câu lạc bộ cũng có vốn quan họ vài chục bài để đi giao lưu biểu diễn sân khấu. Điều đáng mừng là sau khi được công nhận là làng quan họ thực hành, thì các thành viên của câu lạc bộ ngày càng tích cực tập luyện say mê bởi có sự động viên hỗ trợ kịp thời của tỉnh. Cái này chúng tôi mang cái lời ca tiếng hát mà chúng tôi rất chi phải đến cố gắng, đều động viên anh em, anh hai, chị hai là cố gắng lên để là mình lời mang lời ca tiếng hát để cho bay xa nữa và đồng thời tức là hay hơn nữa để phục vụ tất cả các trước hết là nói về câu lạc bộ của thôn Kim Thao và đồng thời tức là để cho trong xã và ngoài làng. Là một trong 37 câu lạc bộ quan họ thực hành của huyện Lương Tài, phía bờ nam sông Đuống, với bao di tích huyền thoại còn được lưu giữ, thì nay với những người nông dân thôn Kim Thao trên hành trình thực hành gìn giữ và phát huy, họ tiếp tục góp phần nâng niu di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Nếu có dịp về bên kia sông Đuống, chúng ta hãy dừng chân nghe quan họ do những liền anh, liền chị ở các làng quan họ thực hành biểu diễn để không hoài phí một chuyến đi. Trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã tham gia chương trình. Xin bà cho biết công tác truyền dạy dân ca quan họ tới đại diện các câu lạc bộ quan họ thực hành trong tỉnh thời gian qua đã được trung tâm quan tâm ra sao ạ? Thì ngay sau khi di sản dân ca quan họ Bắc Ninh được vinh danh thì chúng tôi đã xác định một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, bám sát vào cái mục tiêu đó thì các bộ phận chuyên môn của đơn vị trung tâm văn hóa đã thường xuyên tích cực tham mưu nhiều cái giải pháp làm sao để truyền dạy cái di sản dân ca quan họ Bắc Ninh không những là trong cộng đồng các làng quan họ gốc mà lan tỏa ra cả cộng đồng các làng quan các cái làng xã trên địa bàn toàn tỉnh. Từ 44 làng quan họ gốc thì đến 2019 tỉnh Bắc Ninh đã công nhận 150 làng quan họ thực hành. Thế thì hàng năm thì chúng tôi mở từ 3 đến 5 lớp truyền dạy. Thế những cái lớp này thì là chúng tôi mời những nghệ sĩ, nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh, những người mà chúng tôi gọi là có cái thành tích gạo cội trong lĩnh vực ca hát dân ca quan họ Bắc Ninh để mở cái lớp ở các cái địa phương, ví dụ tập trung chủ yếu là về các cái huyện như Quế Võ, Gia Bình, Thuận Thành và Lương Tài. Ngoài cái truyền dạy những cái bài bản lề lối các quan họ thì chúng tôi cũng mời những nhà nghiên cứu văn hóa quan họ để thông qua cái lớp đó giải cho người dân hiểu hơn được về cái văn hóa quan họ, cái lề lối của cái sinh hoạt quan họ, từ đó gieo vào trong lòng người dân trước tiên là cái hiểu biết cơ bản, sau đó là cái tình yêu đối với di sản. Thế và từ những cái năm 2009, 2010, những cái viên gạch đầu tiên là một năm chúng tôi mở một lớp, hai lớp. Và đến nay thì hàng năm thì ngoài cái 5-6 lớp đó ra, thì cán bộ của trung tâm văn hóa thì thường xuyên phối hợp với các cái ban chấp hành của các câu lạc bộ, đội văn nghệ. Và chúng tôi thường xuyên có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, trao đổi về những cái chuyên môn trong cái hoạt động của các cái câu lạc bộ quan họ. Thế và từ đó thì các cái câu lạc bộ ở trên địa bàn toàn tỉnh về hoạt động lĩnh vực hát quan họ là đến nay là có thể nói là khá là vững vàng, bài bản. Và việc định hướng các câu lạc bộ quan họ thực hành hoạt động phát triển đúng với định hướng của tỉnh đã được trung tâm triển khai như thế nào thưa bà? Bên cạnh cái hoạt động truyền dạy thì chúng tôi có những bộ phận làm các công tác sưu tầm, nghiên cứu. Thế thì mỗi một năm là bộ phận sưu tầm nghiên cứu đều xây dựng những cái chuyên đề nó rất là cụ thể. Thế và từ những cái chuyên đề đó thì chúng tôi xây dựng thành những cái hoạt động cụ thể ở bộ phận nghiệp vụ. Đấy, chúng tôi đưa xuống cộng đồng các cái làng quan họ. Đấy, ví dụ như một cái mô hình, một cái hình thức hát đối chẳng hạn. Sau khi mà nghiên cứu, sưu tầm và viết thành các cái tài liệu thì chúng tôi in ra, mang xuống với cộng đồng, hướng dẫn cộng đồng sinh hoạt theo một cái bài bản
đã được các cái tài liệu nghiên cứu phát hành như vậy. Thế và chúng tôi cũng định hướng các cái câu lạc bộ đội văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh là tăng cường các cái hoạt động giao lưu với các cái làng quan họ, với các cái địa phương lân cận để trao đổi, học tập kinh nghiệm ở những cái cộng đồng lân cận. Qua đó thì để đúc rút những cái kinh nghiệm cho cái địa phương mình. Hàng năm chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh tổ chức những cái cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn. À, đầu năm thì chúng ta có một cái truyền thống đến nay là khoảng 30 kỳ tổ chức cái hội thi hát quan họ. Thế thì ngoài cái hội thi hát quan họ đó ra thì chúng tôi cũng tham mưu cho tỉnh tiếp tục tổ chức liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ tiêu biểu. Năm 2020 tới đây, trong thời gian tới đây thì chúng tôi, tháng 12 tới thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái cuộc liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. Ở bên cạnh đó thì trung tâm cũng đạt được những kết quả nào nổi bật? Trong những năm qua thì đơn vị trung tâm cũng đã tham gia rất nhiều các cái hội thi, hội diễn do Trung ương tổ chức, do Bộ Văn hóa và thậm chí là Bộ Truyền thông, Thông tin Truyền thông và các cái ngành khác tổ chức. Thì chúng tôi tham gia với một cái tinh thần là mang cái màu cờ sắc áo, mang cái di sản của quê hương, mang một cái tinh thần, cái văn hóa của vùng Bắc Ninh, Kinh Bắc. Mỗi một kỳ chúng tôi tham gia thì thường là bao giờ cũng đứng ở top đầu. Thế bên cạnh đó thì với các cái cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn khác thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái đối tượng tham gia. Có những cái cuộc chúng tôi tổ chức thì thực sự là những người mà trực tiếp thực hành cái di sản đó được lên sân khấu, được thể hiện cái đam mê của mình. Thưa bà Nguyễn Thị Hoa, trong thời gian tới trung tâm sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để chúng ta tiếp tục duy trì, phát triển, nhân rộng, đặc biệt đối với các mô hình câu lạc bộ quan họ thực hành trong tỉnh Bắc Ninh? Tới đây chúng tôi sẽ tham mưu nghiên cứu xây dựng những cái mô hình tiêu biểu làm sao mà cái phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, đặc biệt là các làng quan họ thực hành ở cơ sở phát triển tốt rồi, nhưng phải làm sao để đưa cái hoạt động đó vào sinh hoạt tại các cái thiết chế văn hóa, thì đây là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi cũng chăn trở. Chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương hỗ trợ để xây dựng các cái quy chế hoạt động đối với các cái đội thì văn nghệ, các cái câu lạc bộ và thậm chí là cả các cái thiết chế ở các cái nhà văn hóa, làm sao mà để các cái thiết chế ở địa phương cơ sở có những cái hoạt động thường xuyên. Và cái nhiệm vụ, cái hoạt động tiêu biểu đi đầu đó là chính là cái hoạt động cái sinh hoạt hát quan họ của cộng đồng các cái làng quan họ thực hành. Cái nhất, cái thứ hai nữa cũng tiếp tục tham mưu cho ngành, cho tỉnh có những cái giải pháp cụ thể hơn nữa đối với cái việc là chúng ta có thể là tiếp tục công nhận cái làng quan họ thực hành cái giai đoạn 2. Thì chúng ta có thể là hoàn toàn có thể là tin tưởng rằng là không những là 150 làng mà có thể là 200-300 làng, 400 làng. Cái điều đó thì chúng tôi tin tưởng là trong những năm tới chúng tôi sẽ tham mưu ví dụ cho tỉnh làm tốt công tác phát triển cái làng quan họ thực hành. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hoa đã tham gia chương trình.